Ok tất cả anh em nha, bữa hổm mình làm cái clip là nói là sẽ hướng dẫn anh em sẽ đi từng bước một đến việc lai tạo bộ môn vòng năm Mỹ này. Đấy, tại hổm gà chơi lỡ nhiều quá rồi không có làm clip cho anh em coi được. Rồi, bước đầu tiên là hệ điểm hiện tại luôn. Là anh em cần gì biết không? Đây, để heo sang sẽ chỉ cho anh em nhìn phân của Igu trước rồi sẽ sổ lại cho nó. Đây, để coi nha. Đây anh em thấy gì không? Đó, anh em thấy không? Cực kỳ, đây là những nguyên nhân mà gây cho ra những căn bệnh bên vòng Nam Mỹ nè. Đây, phân Igu bình thường nó sẽ như thế này mọi người. Còn những cái nãy là nó bị nhiễm lải rồi. Thì bỏ anh em nên hút sổ lải nha anh em. Ví dụ mà con rồng mà tầm khoảng cỡ gầm tay mình vậy không? Bé lớn tầm hơn 1 mét á, mét ngoài á. Cỡ 1 mét tới 9 mét á. Anh em sổ nửa viên cho mình nha. Còn những bé mà gấp đôi như vậy. Gấp đôi mà bự gấp đôi luôn, cỡ 1 mét 2 đó. Cũng nửa viên cũng được, mà 1 viên cũng được. Mà theo em thì những con cái là nên nửa viên đi, sợ cái liều lượng nó nhiều quá không tốt sức khỏe nha mọi người. Còn cái hút sổ lãi á, mọi người cứ ra tiệm hút tay. Cứ ra tiệm hút tay là mọi người sẽ nói là hút sổ lãi cho người á, là ta bán à, viên có mấy ngàn à. Mà một con thì anh em bẻ là 1 viên bẻ làm 2, chia cho 2 con nha. Là lúc này lúc sổ lãi quan trọng cho nó, sổ cho sạch bụng hết rồi cho ăn là lại bình thường. Cái anh em chỉ cần là buổi sáng anh em được ăn nguyên đêm không ăn gì hết nha. Buổi sáng tắm rửa sạch sẽ cho nó thải ra hết. Anh em một là anh em có thể là lấy cái muối á, nó không phải là bào nhuyễn ra, chấm miếng hút á, đút ăn cũng được. Hoặc là con nào mà dễ chịu xíu á thì anh em banh miệng nó ra, dục nửa viên vô. Còn nào khó chịu thì chấm miếng chuối hay chấm miếng bí hay là cắt một miếng rau chân giống bình thường vậy đó, mình gắt lên ha mọi người. Rồi, vì một mùa rồng Nam Mỹ tuyệt vời nhất thì mọi người nên sổ lại hiện tại bây giờ. Chúc anh em nha, mình sẽ làm nhiều clip như thế này. Nó sẽ nối tiếp nhau luôn thành cái chuỗi. Mọi người coi rất là dễ nha mọi người. Bye bye. À, quên nữa, nhớ follow nha, follow và team cho mình nha mọi người. Tại vì khi mà được nhiều team thì sẽ được động lực để sang làm nhiều clip hơn ha. Chứ mà làm một clip mà nó không có ai hưởng ứng hết trơn á, là nghĩ là mọi người không thích chủ đề này thì chắc Sang sẽ bỏ ha mọi người. Bye bye.